Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 13 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến. Mời quý vị lắng nghe. Lúc bấy giờ, Hồng Quân và Cổ Bàn đều nghĩ đến tử lệnh của Tu La Đế Quân. Ba người đều biết tốc độ của Tử Nhãn Cương Thi là cực kỳ biến thái. Ba người hợp kích muốn đánh trúng hắn là khó, chứ đừng nói đến chuyện giết chết được hắn. Tiểu Quân, ngươi không có cách gì hạn chế tốc độ của hắn được sao? Cổ Bàn quan sát trận chiến, sau đó truyền âm cho Hồng Quân. Không có, với trình độ của Tử Nhãn Cương Thi như thế này, vực tác dụng với bọn họ cũng không lớn. Ngoại trừ lần trước Âu Dương Phạm, bọn họ dùng cực phẩm tiên khí võng trạng, ta hiện tại cũng không có cách nào khả thi cả. Hồng Quân cười khổ một tiếng. Mọi công kích trước tốc độ biến thái này đều vô nghĩa, ngoại trừ đại phạm vi công kích và tiến hành quần công ra, chỉ còn cách kéo dài thời gian thật lâu cho hắn tiêu hao lực lượng, cũng không còn cách nào khác. Nhưng có điều, nếu Tử Nhãn Cương Thi biết được mục đích chính của bọn họ, thì với tốc độ của hắn chuồn đi cũng không phải là điều quá khó khăn. Tôn Ngộ Không đã sử dụng đến Kinh Thiên Cửu Côn, vô số bóng ảnh dập trời, một biến thành chín, chín biến thành vô vàn côn ảnh đập lên người của Tử Nhãn. Tuy nhiên, một côn này cũng không làm cho Tử Nhãn trọng thương, thương tổn cũng không được tính là lớn. Kinh Thiên Cửu Côn không hiệu quả, Ngộ Không liên tục thuấn di, mỗi lần thuấn di cũng không nhất thiết là tiến tới bên cạnh Tử Nhãn, mà thuấn di tới một chỗ nào đó bất kỳ, chờ đợi Tử Nhãn lạc đường, nhảy vào vòng tấn công của hắn. Còn những lần Ngộ Không thuấn di tới bên cạnh Tử Nhãn thì côn ảnh lại vung lên và đánh vào không khí. Loại thuấn di này Tử Nhãn cũng có biết, khi thấy Ngộ Không thuấn di, hắn toàn lực tìm kiếm, kể cả khi Ngộ Không không bay tới cạnh người hắn thì hắn cũng khôn ngoan tránh đi chỗ khác, không nhảy vào địa phận tấn công của Ngộ Không. Điều này không những làm cho Ngộ Không đau đầu mà còn làm cho cả Hồng Quân và Cổ Bàn lao tâm. Có một vài lần may mắn Ngộ Không đã thuấn di tới bên cạnh Tử Nhãn, kim bổng thiếu chút nữa thì đập được hắn, thế nhưng cuối cùng thì cũng bị Tử Nhãn khó khăn né tránh. Ngộ Không sử dụng phương pháp thuấn di lung tung khiến cho Tử Nhãn phải căng đầu óc thần kinh, khiến Tử Nhãn tiến vào trạng thái khẩn trương. Rốt cuộc không chịu được áp lực như vậy, hắn gầm lên giận dữ, tiến hành biến thân lần hai. Sau khi biến thân lần hai, Tử Nhãn không còn sợ hỗn loạn thuấn di của Tôn Ngộ Không nữa. Răng nanh mọc dài hơn, trưởng phong khéo léo nhằm hướng Ngộ Không đánh tới. Kinh Thiên Cửu Côn! Ngộ Không hét lớn một tiếng, chỉ sợ Tử Nhãn không dám tấn công, chỉ biết trốn tránh. Giờ này thấy Tử Nhãn phản kích thì mừng đến phát cuồng chứ chẳng chơi. Nhìn Tử Nhãn công kích mình, Ngộ Không trong lòng ngập tràn chiến ý. Bổng ảnh nặng nề ồ ạt xuất hiện, nhưng Tử Nhãn Cương Thi đứng trước bổng ảnh vẫn không hề sợ hãi biến thân lần ba. Lần biến thân này trông hắn như cuồng lang, hai răng nanh trở thành vũ khí từ miệng bắn ra, xuyên qua côn ảnh nhằm vào Tôn Ngộ Không bắn tới. Ngộ Không, cẩn thận! Hồng Quân và Cổ Bàn kinh hô một tiếng. Bất luận là ai cũng không nghĩ được Tử Nhãn Cương Thi một mạch biến thân lần ba, biến răng nanh thành ám khí tấn công Ngộ Không. Bang một tiếng, Tử Nhãn mặc dù đã biến thân lần ba thế nhưng vẫn bị Kinh Thiên Cửu Côn của Ngộ Không đánh bay đi thật xa. Nhưng trước mắt đã xuất hiện hai chiếc răng nanh. Côn bổng nhanh chóng giật về đỡ được một chiếc răng nanh, nhưng chiếc thứ hai thì không thể nào cản kịp. Chiếc răng nanh thứ hai nhanh chóng đâm vào thần khí chân y của Ngộ Không. Răng nanh tuy không đâm xuyên qua được thần khí chân y, thế nhưng chỉ còn cách Ngộ Không có một chút. Hai chiếc răng nanh này, Ngộ Không cũng biết độc tính của chúng là cực kỳ kinh khủng. Chỉ cần chúng độc của chiếc răng nanh này thì có nghĩa cũng bị đồng hóa thành cương thi. Ở trong Tu La Ma giới từng đấy thời gian, Ngộ Không làm sao không biết được độ nguy hiểm của chiếc răng nanh này. Hồng Quân cùng Cổ Bàn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Ngộ Không không bị trúng độc của cương thi nhất tộc, không phải ma giới có thêm một đối thủ cực kỳ khó đối phó, đó là Tôn Ngộ Không hay sao? Khi đó, Tu La Đế Quân không ngần ngại mà trực tiếp ra tay đối với Tôn Ngộ Không, kết quả đó thì không một ai muốn chấp nhận. Răng nanh bị đánh văng, liền quay trở lại bay về phía miệng của Tử Nhãn. Vừa rồi, Kinh Thiên Cửu Côn đã gây thương tổn một mức độ nhất định đối với Tử Nhãn. Nếu Tử Nhãn không bước vào lần biến thân thứ ba, khẳng định thương thế này sẽ là vết thương chí mạng. Hèn hạ, tức chết ta mất, xem côn đây! Ngộ Không hét lớn một tiếng, trong tay kim bổng cấp tốc chuyển động biến thành ba hư ảnh. Ba hư ảnh khiến âm thanh vang động khắp nơi. Thực chất thì Ngộ Không chưa luyện thành Kinh Thiên Tam Côn,
nhưng trong lúc quá nóng giận, bất chấp tất cả, tung ra đòn thế mà mình chưa luyện thành. Kinh thiên, tam côn! Ngộ Không mặt đỏ bừng, trong miệng chậm rãi đọc ra mấy từ. Ba đại kình lực từ côn phong, phá không gian trực tiếp hướng Tử Nhãn Kinh Thi, ba lần biến thân bay tới. Một côn đó, không kể là người của Tu La Ma Giới, ngay cả người của Kinh Thi nhất tộc, cũng nhất thời ngây dại. Xé rách không gian, chính là côn phong ầm ầm lao tới Tử Nhãn Kinh Thi. Chỉ nhìn côn phong thôi cũng khiến chúng nhân quan chiến thấy một cảm giác ớn lạnh. Ở phía xa, hai bên chiến trường bỗng xuất hiện hai bóng người từ phía dưới bay lên, lăng không đứng xem chàng đấu. Hai người cả một đời đều theo chiến trường chinh chiến, tranh đấu đã ngàn ngàn năm nay, họ dường như đã biết đối phương là ai. Người trẻ tuổi trong miệng nở ra một tia tiêu ý, đột ngột tiêu thất giữa không gian. Huống Nhật Minh, quả như là ngươi cũng tới, để xem trung cực biến thân của ngươi có chế trụ truyền thừa linh bảo của ta hay không. Một người thân toàn hắc vụ, chính là Tu La Đế Quân, lầm bầm nói một câu rồi cũng biến mất tại không trung. Ngộ Không đã luyện thành kinh thiên tam côn, ngoại trừ Tu La Đế Quân và gã Ngân Nhãn Cương Thi kia ra, hắn chính là vô địch. Hồng Quân mỉm cười nói. Hồng Quân cũng không nghĩ tới Ngộ Không lại luyện thành kinh thiên tam côn nhanh đến như vậy. Tại Tiên Ma Yêu Giới, hiện nay chính là vô địch. Từ Đại Viên Hoàng tới nay, có rất ít người luyện thành kinh thiên nhất côn. Chỉ có sư phụ của Ngộ Không là Hầu Phí, được Tần Vũ trợ giúp mới luyện thành kinh thiên nhất côn. Kinh thiên tam côn so với kinh thiên cửu côn là mạnh hơn nhiều. Nhìn không gian bị hoa phá hư, Tử Nhãn Cương Thi lại biết được côn này bá đạo như thế nào. Không những thế, ba côn này còn phong tỏa hết không gian, không có đường tiến thoái, chỉ còn biết chịu khổ ngạnh kháng kinh thiên tam côn này. Cương Thi nhất tộc kiêu ngạo, chính là phòng ngự biến thái. Dựa vào lần thứ ba biến hình này, Tử Nhãn Cương Thi tưởng có thể ngạnh kháng được. Thế nhưng, dưới kinh thiên tam côn, thân thể của Tử Nhãn Cương Thi trở nên yếu đuối hơn. Một khối da bị đánh bật ra, lộ cả xương trắng. Màu côn khí, màu xanh bắn ra, Tử Nhãn Cương Thi cũng không thể duy trì được lần thứ ba biến thân này nữa. Nhanh chóng biến thành một người, toàn thân héo rút, hiện rõ hình người. Chịu chết đi! Ngộ Không mạnh mẽ, sử dụng kinh thiên tam côn. Tuy nhiên, sử dụng tam côn thì yêu lực rất nhanh bị suy yếu. Hắn vội vã lấy lại hơi, thuấn di đến bên cạnh Tử Nhãn. Chiêu này cũng chẳng gọi là chiêu thức gì cao thâm mặc chắc, chỉ nhất thời vung bổng đánh tới, quyết tâm lấy mạng của Tử Nhãn Cương Thi. Bang bang, vài tiếng nổ vang lên. Hồng Quân cùng Cổ Bàn vội vã thuấn di tới bên cạnh Ngộ Không. Vừa rồi chỗ Ngộ Không bỗng xuất hiện một người. Đường đường là Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng mà lại đi đánh lén, không sợ mất đi thân phận của mình sao? Người nói chuyện có hắc vân bao phủ, chính là Tu La Đế Quân, đã nhanh tay cứu mạng Ngộ Không. Tu La Đế Quân quả là danh bất hư truyền, hôm nay coi như ta đã được lĩnh giáo. Mặc kệ là đánh lén hay là phương pháp hèn hạ nào, ta chỉ cần bảo lưu tính mạng của thuộc hạ ta, tùy ngươi muốn nói thế nào thì tùy. Nhưng ta thực sự chúc mừng ngươi, giờ đã có thêm một cao thủ. Ngươi nghĩ trận chiến này ngươi sẽ thắng sao? Một người trẻ tuổi với con mắt màu bạc, trên tay ôm Tử Nhãn Cương Thi, bay về phía quân của Cương Thi. Cương Thi nhất tộc vội vã quỳ xuống hành lễ. Tại một phòng khách nhỏ, Tu La Đế Quân đã triệu tập các tướng lĩnh ở các binh đoàn, trong đó bao gồm cả ba người bọn Hồng Quân. Ngộ Không, vừa rồi ngươi sử dụng công pháp gì vậy? Trầm mặc một hồi, đột nhiên Tu La Đế Quân hỏi. Bệ hạ, công pháp lão tô luyện là kinh thiên côn điển, cũng là kinh thiên côn pháp, chính là bất truyền của gia tộc ta. Đột nhiên sau khi nói xong, hắn mới nghĩ, không phải người Hầu tộc cũng biết ví như Hồng Quân, nhưng nói không ngoa thì Hầu Phí là huynh đệ tốt của phụ thân Hồng Quân là Tần Vũ, coi như người một nhà cũng không sai. Ồ, là kinh thiên côn điển sao? Kinh thiên côn pháp? Tu La Đế Quân nhàn nhạt nói. Nếu ta nhớ không sai, con pháp này chính là tiền bối Bình Thiên Thần Vương từ thần giới truyền thừa cho Tiên Ma Yêu Giới. Xem ra Ngộ Không ngươi chính là thần thú của Hầu tộc rồi. Ba người Hồng Quân nhất thời đều sừng sốt. Hầu Phí cũng chưa từng nói qua cho Tôn Ngộ Không rằng kinh thiên côn pháp do Bình Thiên Thần Vương tôn luyện sáng tạo tại Tiên Ma Yêu Giới. Hồng Quân dĩ nhiên là không biết. Bệ hạ chỉ biết một phần mà thôi, thực tế nó có rất nhiều phần. Ngộ Không chính là thượng cấp thần thú thông linh thạch hầu, kinh thiên côn pháp tại Tiên Ma Yêu Giới cũng chính là truyền thừa chi bảo. Thân phận sớm đã bị người ta nhìn thấu, nói ít đi một chút cũng không có hại gì. Chuyện này thì cũng không có gì,
Thực ra Ngộ Không với La Gia chúng ta cũng có chút sâu xa. Tôi quên đi, có nói các ngươi cũng không biết đâu. Nhưng mà từ nay các ngươi yên tâm, ta sẽ không quản tự do của các ngươi nữa. Hơn nữa từ giờ trở đi, Ngộ Không sẽ tiếp nhận Trung Lộ quân phó nguyên soái. Ngoại trừ Bổn Đế quân và Trung Lộ quân nguyên soái Âu Dương Phạm ra, các ngươi còn lại không cần để ý đến. Tu La Đế quân bình tĩnh nói, nhưng nàng cũng nghĩ Lại Hồng quân có kiện nhị lưu Hồng Mông linh bảo, cũng có thể đó là truyền thừa từ thần vương xuống thiên ma yêu giới. Điểm này Tu La Đế quân chỉ đoán đúng được một nửa. Kiện Hồng Mông linh bảo này là do Tần Vũ cấp cho Hồng quân khi còn là thần vương, chứ không phải truyền thừa của vị thần vương nào. Hồng quân ba người không hiểu được thái độ của Tu La Đế quân đột nhiên thay đổi như vậy. Thời gian Hồng quân tại thần giới không được tính là nhiều, cũng không biết Tu La thần vương La Phàm, hắn chính là Tu La giới phi thăng lên, hắn càng không biết ai là Tôn Luyện. Ông ta chính là người lưu lại hậu tộc truyền thừa cấm địa. Nếu biết được điều này, dám chắc sẽ biết được tại sao Tu La Đế quân lại nói nàng cùng Ngộ Không có quan hệ sâu xa, cũng hiểu được tại sao Tu La Đế quân đối xử tốt với Tôn Ngộ Không như vậy. Đa tạ bệ hạ, thế nhưng nhiệm vụ của chúng ta phải giết chết được một tử nhãn cương thi, bây giờ chúng ta còn chưa hoàn thành được. Cổ Bàn vội vàng hỏi lại, bây giờ Ngộ Không đã có khả năng giết chết được tử nhãn cương thi, nhưng điều quan trọng là ngân nhãn cương thi hoàng không ra tay quấy nhiễu. Nhiệm vụ kia các ngươi đã hoàn thành, cương thi với chúng ta không giống nhau, một khi chúng bị thương thì rất khó hồi phục. Cương thi bị Ngộ Không đả thương chắc chắn phải mất ngàn ngàn năm mới hồi phục được, cho dù hồi phục thì tu vi cũng không bằng trước đây, nhiều nhất chỉ mạnh hơn hồng nhãn cương thi một chút thôi. La Băng mỉm cười, truyền âm cho người bên ngoài cho Ngộ Không lui trở về, cho bọn Hồng quân cùng Cổ Bàn đi cùng Ngộ Không. Đứng bên ngoài, Hồng quân và Cổ Bàn cảm nhận được thái độ của Tu La Đế quân đối với họ đã dễ dãi hơn trước. Tiểu quân, tại sao thái độ của Tu La Đế quân lại đột nhiên thay đổi như vậy? Sau khi rời đi, Ngộ Không có chút không hiểu, liền hỏi Hồng quân. Hồng quân cùng Cổ Bàn đều nhìn Ngộ Không cười cười nói, Ngộ Không, ngươi không biết rằng ngươi đã luyện thành Kinh Thiên Tam Côn, ngoại trừ Ngân Nhãn Cương Thi cùng Tu La Đế quân ra, tại Tu La giới này không ai có thể là đối thủ của ngươi. Tu La Đế quân không đối xử tốt với ngươi mới là lạ đấy. Ai, thiếu chút nữa ta quên, ta đã có thể xuất được Kinh Thiên Tam Côn. Ai ra, Kinh Thiên Tam Côn ta đã luyện thành, tiểu quân mau dạy ta Kinh Thiên Nhất Côn đi. Ngộ Không bỗng nhiên vỗ vào đầu, vội vàng hỏi pháp quyết của Kinh Thiên Nhất Côn. Từ Kinh Thiên Cửu Côn đến bây giờ, pháp quyết đều là do Hồng quân truyền đạt cho Ngộ Không. Ngộ Không, Kinh Thiên Nhất Côn so với Kinh Thiên Tam Côn phức tạp hơn nhiều. Bây giờ tu vi ngươi đã đủ, nhưng linh hồn cảnh giới còn chưa đủ. Chờ khi linh hồn cảnh giới của ngươi có thể, ta sẽ dạy ngươi. Hồng quân suy nghĩ một chút rồi không nói với Ngộ Không biết. Tình huống của hắn bây giờ không giống với Hầu Phí khi xưa. Khi luyện Kinh Thiên Nhất Côn, linh hồn cảnh giới của Hầu Phí đã là cửu cấp yêu đế. Hiện giờ Ngộ Không mới là bát cấp linh hồn cảnh giới, thì càng cố sức thì chỉ mất công mà thôi. Tiểu quân, ta cầu xin ngươi, đại ca, sau này ta sẽ gọi ngươi là đại ca. Không luyện được Kinh Thiên Nhất Côn, ngươi giết chết ta đi còn hơn. Ngộ Không vẻ mặt đau khổ, cầu khẩn Hồng quân cả một đoạn đường. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn có được pháp quyết của Kinh Thiên Nhất Côn. Bên trong tẩm cung, hắc vụ quấn quanh trụ phòng, trên người La Băng giờ này không còn thấy hắc vụ nữa. Tuyệt thế mỹ nhân lại một lần nữa xuất hiện trước gương. Nhưng lần này khuôn mặt nàng không còn u sầu như lần trước, mà trên mặt đã có chút mỉm cười. Những hiểu biết của La Băng về tiên ma yêu giới đều có được từ Ngọc Đồng, là một truyền thừa chi bảo cơ mật. Chỉ tiếc cái Ngọc Đồng kia không biết bao nhiêu năm không được cập nhật thông tin. Thần giới đã có bao nhiêu sự biến đổi, La Băng thậm chí không biết Bình Thiên Thần Vương Tôn Luyện đã làm người hầu cho nhà Hồng quân. Kéo dài đến hơn một tháng, Ngộ Không cũng không moi được tin từ Hồng quân. Hồng quân bắt đầu bắt hắn phải đạt tới cửu cấp yêu đế linh hồn mới truyền đạt. Hơn nữa, hắn cũng phải luyện cho thuần thục Kinh Thiên Tam Côn đã. Lúc đó, Hồng quân mới chịu dạy hắn. Thật khổ cho một gã si võ đến phát cuồng, gặp ngay một tên buôn rắn như Hồng quân nên không đời nào hắn chịu nói. Mất công vô ích, Ngộ Không đành ra chiến trường phát tiết. Những cái bao cát sẽ là cương thi nhất tộc. Thế nhưng hắn lại càng điên tiết hơn là không có một tử nhãn cương thi nào chịu đối với hắn. Chửi mấy ngày trời, chán cả chửi, khô cả cổ mà chẳng có ma nào lên tiếng chửi lại, hắn đành ngậm đắng, nuốt cay bỏ về. Từ sau trận chiến kinh thiên, Ngộ Không cùng tử nhãn cương thi, cả bên Tu La ma giới và cương thi nhất tộc đều có chiến thuật là đóng cửa bàn chiến thuật,
Vì vậy, cuộc chiến đành tạm ngưng cho đến 3 năm sau. 3 năm sau, Tu La Đế Quân quyết định phát động tổng tiến công. Sau một thời gian tạm nghỉ, cuối cùng cả Tu La Ma Giới quay lại cuộc chiến dai dẳng này. Nhìn từ hư không, không thấy được đường biên của chiến trường, chính là chiến trường của hai tộc tranh đấu từ ước vạn năm nay. Mỗi ngày đều có hơn 100 vạn người thương vong. Tu La Ma Giới ỷ lại vì nhiều người, bây giờ hoàn toàn chiếm ưu thế. Nhưng song phương đánh nhau chết sống như vậy, đại đa số đều là ma vương kỳ và lục nhãn cương thi. Ma đế cấp bậc và hồng nhãn cương thi thì rất ít giao chiến. Cương thi nhất tộc không cử ra cao thủ, Hồng Quân cũng rất vui vẻ an nhàn. Có sự trợ giúp của chiến trường khiến vô danh vật chất phát triển rất nhanh. Chuyên tâm tu luyện có hơn 100 năm, nhưng còn nhanh hơn tu luyện bình thường hơn 1000 năm. Dung dịch của vô danh vật chất đã vượt qua phần eo của Nguyên Anh. Hồng Quân tin tưởng không bao lâu nữa dung dịch này sẽ ngập tràn vượt qua Nguyên Anh, ngập tràn đan điền, khi đó thì bước vào Hồng Quân đạo hậu kỳ. Niềm vui không được bao nhiêu. 300 năm sau, cương thi nhất tộc rốt cuộc phát động tổng tấn công. Hơn 80 hồng nhãn cương thi cùng 3 tử nhãn cương thi nhận lệnh từ đằng sau của đại bản doanh cương thi nhất tộc bay đến chiến trường. Hồng Quân, Cổ Bàn, Phượng Hy đã được Tu La Đế Quân hủy đi tư cách quân nhân, bây giờ không thuộc một loại đội quân gì. Âu Dương Phạm chỉ còn cách phương pháp là mời bọn họ tới trợ chiến. Với tu vi của Hồng Quân, 3 người cũng có thể coi là cao thủ trong số cao thủ. Âu Dương Phạm làm sao có thể lãng phí cao thủ như vậy được. Cương thi nhất tộc có 7 đại tinh cầu, 7 vị hoàng giả ở 7 tinh cầu này chính là những người kiến tạo nên cương thi nhất tộc. Sau này chính 7 tinh cầu này trở thành trung tâm tín ngưỡng tinh thần cho toàn bộ cương thi nhất tộc. Từ bao đời nay, các vị hoàng giả đều sống trong 7 tinh cầu này. Hiện tại, tướng lĩnh của cương thi nhất tộc đang bị bọn người Hồng Quân uy hiếp, ngăn cản trong một khoảng thời gian ngắn. Thiên Sinh Tinh là một trong 7 đại hoàng tinh, hiện tại đang có quân đội cương thi trung lộ vây quanh. Hướng Thiên Minh tự mình mang theo 4 người là tử nhãn cương thi nghênh chiến. Chính vì thế, Âu Dương Phạm chỉ còn cách là bao vây lấy tinh cầu này, không có cách tiến công thêm nữa. Trong 3 tháng, Tu La Ma Giới tổn thất mất 7 ngũ cấp ma đế, 2 lục cấp ma đế. Trung lộ quân của Âu Dương Phạm không thể chấp nhận được điều này, liên tục hướng tới Tu La Đế Quân phát ra tín hiệu yêu cầu viện trợ. Dưới tình huống này, Hồng Quân chỉ còn biết theo Tu La Đế Quân ra chiến trường. Thiên Sinh Tinh là một tinh cầu xinh đẹp, trên tinh cầu này có 72 mặt trăng, cũng tại đây tụ tập mấy ngàn vạn lam nhãn cương thi tu luyện. Khi Tu La Đế Quân đến, Âu Dương Phạm tự động chuyển quyền chỉ huy về cho La Băng. Căn bản đây chính là thời gian mấu chốt của cuộc chiến, chỉ cần đánh bại ngân nhãn cương thi hoàng giả, tấn công được Thiên Sinh Tinh, đối với cương thi nhất tộc thì đây là một sự đả kích cực lớn. Nhiệm vụ chính của Hồng Quân trong chiến dịch này đó là công phá Thiên Sinh Tinh. Đặc biệt đối với việc chế trụ tử nhãn cương thi vương, nhiệm vụ này đối với bọn họ có thể hoàn thành. Hồng Quân đang lăng không đối diện với một tử nhãn cương thi vương. Từ sau khi trở thành bát cấp tiên đế, Hồng Quân muốn thử nghiệm tu vi của mình như thế nào. Hắn không thèm sử dụng trận pháp đối diện ngạnh kháng với tử nhãn cương thi. Đối với tử nhãn cương thi mà nói, lực công kích không được tính là cao. Quan trọng là hắn có tốc độ quá mức biến thái, phòng ngự cũng rất khủng bố. Hiện giờ Hồng Quân đã là bát cấp tiên đế, có thể miễn cưỡng đối phó với tốc độ của cương thi khi trong tình trạng biến thân lần thứ nhất. Kim đao trên tay Hồng Quân đang không ngừng bay múa đuổi theo tử nhãn cương thi. Trên nguyệt lượng này chỉ có duy nhất Hồng Quân và tử nhãn đang giao đấu mà thôi. Hồng Quân không biết lần chiến đấu này tên tử nhãn cương thi đã nhận ra hắn, từ khi bắt đầu cũng không hoàn toàn toàn lực ứng chiến. Lần trước Hồng Quân cũng đã giết chết một tử nhãn cương thi còn mạnh hơn gã. Nếu lần này không phải bảo vệ hoàng tinh cương thi thì ngân nhãn cương thi cũng không để cho hắn xuất trận ngăn cản Hồng Quân. Tu La Đế Quân và ngân nhãn cương thi hoàng đều chú ý đến Hồng Quân trong cuộc chiến này. Đối với ngân nhãn cương thi hoàng thì lần trước khi Hồng Quân bố trí một trận pháp tạo thành một rung động lớn, lúc đấy ngân nhãn toàn lực công kích cũng không làm rung chuyển được trận pháp. Huống Nhật Minh cẩn thận tính toán, cuối cùng phải tiến hành trung cực biến thân, nhưng có thể phá được trận pháp kia hay không thì chính bản thân hắn cũng không nắm chắc. Chiến đấu trên nguyệt lượng tại Thiên Sinh Tinh thoạt trông cực kỳ đẹp. Bóng của hai người thỉnh thoảng ánh trăng xuyên qua, nhãn quang của tử nhãn cương thi lại lóe lên quang mang. Bên cạnh đó, kim đao trong tay Hồng Quân cũng lóe lên ánh sáng, tựa như hai vì sao lấp lánh liên tục di chuyển. Từ khi bồi luyện cho Tôn Ngộ Không luyện thành Kinh Thiên Thập Bát Côn, ngàn ngàn năm qua Hồng Quân không có đối thủ xứng đáng.
Tử Nhãn Cương Thi sau khi biến thân làm sao có thể so với hắn là một trung phẩm thần nhân về mặt phòng ngự. Không phải lo về phòng ngự như thế, Hồng Quân sẵn sàng khống chế kim đao nhắm những nơi yếu hại của Tử Nhãn ra sát chiêu. Không cần trận pháp, không cần kỹ xảo, chỉ cậy vào thân thể phòng ngự đã khiến cho Tu La Đế Quân cùng Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng ngỡ ngàng. Nhìn hắn đấu như vậy, Tu La Đế Quân cũng cảm thấy yên lòng hơn. Ba ngày, Hồng Quân đại chiến cùng Cương Thi trên Nguyệt Lượng suốt 3 ngày. Trong trận chiến này, tâm tình của Hồng Quân trong ngàn ngàn năm qua đã được cởi bỏ rất nhiều. Hắn càng đánh càng mạnh, Tử Nhãn Cương Thi lại một lần nữa biến thân và càng ngày càng cảm thấy khó nuốt được Hồng Quân. Có vài lần suýt chút nữa bị Hồng Quân chém trúng. Hú lên một tiếng quái dị, Hồng Quân gây cho Tử Nhãn áp lực quá lớn. Hắn không thể chịu được áp lực lớn như vậy liên tục nên cuối cùng đành phải biến thân. Hoa văn màu tím che kín trên mặt, tốc độ và phòng ngự đều tăng lên gấp bội. Tử Nhãn biến hình cũng không làm khó được Hồng Quân, hắn vẫn tấn công ồ ạt không thèm lo lắng. Tuy nhiên, hắn cũng đã có chút phòng ngự trong chiêu thức, vì sau lần biến thân này, lực công kích của Tử Nhãn Cương Thi đã gây ra cho Hồng Quân những thương tổn nhất định. Tử Nhãn giống to một tiếng, trong nháy mắt gia tốc, Hồng Quân cũng kịp phản ứng, đã bị Tử Nhãn Cương Thi một quyền đánh bay từ trên Nguyệt Lượng xuyên qua các tầng khí quyển rơi xuống Thiên Sinh Tinh. Trong nháy mắt gia tốc cũng chính là bí kỹ của Cương Thi Vương, đấy cũng là một loại thương tổn của bản thân Cương Thi, vì trong khi gia tốc, hắn phải tự đốt cháy huyết dịch trong cơ thể, tạo thành năng lượng tăng thêm tốc độ cùng phòng ngự của thân thể. Từ lúc chiến với Hồng Quân, hắn cũng chỉ một mực giằng co, vì nghĩ mình không hạ được đối thủ thì đối thủ cũng không hạ được mình. Tuy nhiên, càng đấu thì hắn càng cảm thấy không ổn. Sau lần biến thân này, hắn đã nháy mắt ra tốc lực công kích so với biến thân 3 lần còn cao hơn. Hắn đã thành công đánh trúng Hồng Quân. Lần này, hắn đánh trúng đan điền Hồng Quân. Cương Thi cũng biết người tu ma điểm yếu nhất chính là đan điền, nên khi thấy chiến thuật của mình thành công, hắn hưng phấn kêu lên. Nhất thời khinh thường đối thủ, Hồng Quân chỉ chăm chăm ngạnh kháng với Tử Nhãn và kết quả là bị đánh lén trúng đan điền. Hồng Quân từ đầu đã không mặc chiến y, hạt châu màu xám trong đan điền bị quyền kình của Tử Nhãn đánh vào, khiến đan điền rung lên một trận dữ dội. Một trận đau đớn kịch liệt dâng lên khiến Hồng Quân phun ra một búng máu. Tiểu Quân, Quân ca! Những người vẫn đang chú ý Hồng Quân chiến đấu là Phượng Hy cùng Cổ Bàn. Khi thấy Hồng Quân thụ thương, cả bọn kêu lên kinh hãi. Cả hai vội vàng thoát khỏi đối thủ, thuấn chuyển đến bên cạnh Hồng Quân xem thương tích của hắn thế nào. Ta không sao, chỉ tại khinh thường đối thủ mà thôi, thật là thống khoái. Các ngươi nhìn ta thu thập tên cương thi này như thế nào đây? Hồng Quân nhếch miệng cười, hạt châu màu xám trong đan điền nhanh chóng ổn định trở lại. Hồng Quân chỉ nói thế, thân thể đột nhiên tiêu thất, biến mất khỏi Thiên Sinh Tinh, lập tức có mặt tại Nguyệt Lượng. Không thể nào, không lẽ hắn đi chịu chết sao? Tử Nhãn Cương Thi lại dấy lên một trận lo lắng. Hồng Quân quay trở về, Tử Nhãn cũng không tấn công nữa, lạnh lùng nhìn Hồng Quân nói. Nghe các ngươi nói thế, ta tưởng các ngươi đều không biết gì. Hồng Quân ha ha cười to, vung tay hoa lên một khối thần thạch từ trong tay Hồng Quân bay ra, tại Nguyệt Lượng bố trí một khốn trận đơn giản. Muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi, vì Sơn Hàn báo thù. Tử Nhãn Cương Thi ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, hai răng nanh của hắn dài ra, hắn nhanh chóng xuất hiện trước người Hồng Quân. Chỉ trong nháy mắt, mấy ngàn quyền đầu đều tập trung đánh lên người Hồng Quân. Hồng Quân liên tục bị đánh bay đi hơn 1000 thước, cũng không đánh trả lại Tử Nhãn Cương Thi. Hắn vẫn lợi dụng cơ hội này xuất ra thần thạch để bố trí trận pháp. Tại Nguyệt Lượng nho nhỏ, Hồng Quân đã bố trí được 2 cái nhị cấp khốn trận, 1 cái sát trận. Hồng Quân muốn lợi dụng Tử Nhãn Cương Thi lần này để câu cá to hơn. Bang một tiếng, Hồng Quân lại bị đánh bay, Tử Nhãn Cương Thi lại bị phi thân tới để tiếp tục công kích. Hắn bỗng dưng khựng lại vì đột nhiên Hồng Quân biến mất, không còn thấy đâu nữa. Tiểu Phượng, hãy cho hắn một chút thần hỏa bình thường đi. Hồng Quân nhàn nhã như đi chơi, vừa đi vừa khống chế trận pháp. Tử Nhãn Cương Thi lâm vào trận pháp khi đã biến thân lần 3, tạm thời vô danh chi hỏa và tịch tiến thân hỏa khảo nghiệm khả năng chịu lửa của hắn. Rõ, Quân ca. Phượng Hy cười hì hì vài tiếng. Tại bên ngoài trận pháp của Hồng Quân đã bố trí người khác không thể nào thấy được bọn hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng phượng trong trẻo vang lên, chiều dài mấy trượng là Hỏa Phượng Hoàng hiện thân. Một luồng gió rít lên trong miệng Hỏa Phượng Hoàng, từ trong miệng Hỏa Phượng Hoàng phun ra một ngọn lửa màu đen nho nhỏ bay tới trên người Tử Nhãn Cương Thi. Trông thấy ngọn lửa này, ánh mắt Tử Nhãn Cương Thi lập tức thay đổi. Một tia lửa màu đen phiêu hạ xuống trên thân thể của Tử Nhãn.
Vừa rồi Tử Nhãn đã nếm một chút lửa màu xanh là vô danh chi hỏa, hắn đã nhảy dựng lên. Một lát sau, vô danh chi hỏa đã vây chặt lấy hắn. Oanh! Một tiếng nổ rung trời vang lên, cương thi nhất tộc cùng ngân nhãn cương thi hoàng đều ngồi không yên. Tiếng nổ xuất hiện trước trận pháp, tiếng nổ vừa rồi chính là đòn tấn công của ngân nhãn cương thi hoàng. Trông thấy có điều bất ổn, lên ngân nhãn cương thi quyết định ra tay để cứu Tử Nhãn cương thi vương đang bị vây trong trận pháp. Huống Nhật Minh kinh hãi khi đòn tấn công của hắn chỉ khiến trận pháp lắc lư một chút rồi ổn định lại ngay. Trong khi đó, Tử Nhãn cương thi trong trận pháp rốt cuộc cũng không tiếp tục duy trì biến thân lần ba này. Sau khi trở lại trạng thái bình thường, chẳng lâu sau hắn nhanh chóng bị ngọn lửa cắn nuốt, biến mất vô ảnh vô tung trong trận pháp. Tu La Đế Quân cũng xuất hiện ngay bên ngoài trận pháp. Nàng cùng Huống Nhật Minh có hai loại cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau. Tuy nhiên, cũng có một điểm mà hai người không thể khác nhau, đó chính là ngạc nhiên. Từ ngày La Băng kế nhiệm Tu La Đế Quân đến nay, chưa có một Tử Nhãn cương thi nào bị tiêu diệt, ngoại trừ lần trước một Tử Nhãn cương thi bị Ngộ Không đánh trọng thương và bị Ngân Nhãn cứu đi, thì đây là Tử Nhãn cương thi đầu tiên chính thức bị tiêu diệt. Tính như vậy, cương thi nhất tộc coi như đã mất đi hai Tử Nhãn trong số 8 Tử Nhãn cương thi. Bang! Âm thanh vang dội khắp nơi. Do không cứu được Tử Nhãn trong trận của Hồng Quân nên Ngân Nhãn quyết định đánh lén Cổ Bàn. Trung phẩm tiên giáp Cổ Bàn đang mặc trên người bị đánh nát bấy, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, cuối cùng lùi lại phía sau Tu La Đế Quân. Trên miệng xuất hiện một sợi tơ máu, rõ ràng là đã bị thương. Huống Nhật Minh, không lẽ cương thi hoàng giả các ngươi chỉ biết đứng sau đánh lén người khác thôi sao? La Băng tiến lên quan sát thương thế của Cổ Bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Huống Nhật Minh nói: Thương thế của Cổ Bàn thực ra không có gì đáng lo ngại. Mặc dù lực công kích của Ngân Nhãn cương thi hoàng không cao, vì chỉ là sơ cấp trạng thái chiến đấu của Ngân Nhãn, nên thực ra đối với Cổ Bàn không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Hèn hạ, tiểu nhân, xem kinh thiên tam côn của ta đây. Ngân Nhãn cương thi hoàng sau khi hiện thân, Ngộ Không phía sau rốt cuộc chịu không được huấn chuyển vào trong chiến trường. Một côn khí bá đạo bùng lên, tách ra làm ba đạo côn ảnh, xé không khí lao về ba điểm trên người của Ngân Nhãn cương thi hoàng. Ba đạo côn khí đi đến đâu xé nát không gian đến đó, không gian biến thành những mảnh vỡ, trong nháy mắt vây lấy Ngân Nhãn vào giữa. Tại nơi của Ngân Nhãn đang đứng bỗng phách ra ba tiếng nổ lớn, không gian xung quanh bị băng toái, vỡ vụn, hỗn loạn. Ngay cả ma thức của ma đế cấp bậc cũng không thể dò xét bên trong xảy ra chuyện gì. Ngộ Không sắc mặt vui vẻ, cười còn không ra tiếng thì thân thể đột nhiên lùi về phía sau. Thân thể nắm được Tôn Ngộ Không chính là Hồng Quân và Cổ Bàn. Chỉ trong nháy mắt, cả bọn đã lùi ra xa hơn 10 dặm. Tôn Ngộ Không thân thể vừa ổn định đã thấy một đạo thân ảnh từ từ hiện ra. Trên mặt xuất hiện ba đạo hoa văn màu bạc nho nhỏ, chính là Huống Nhật Minh. Hai tay hắn nắm chặt, chính là đã bước vào biến thân trạng thái lần thứ hai. Huống Nhật Minh! La Băng hừ lạnh một tiếng, một đạo ngân quang từ trong tay bay ra nhằm thân ảnh Huống Nhật Minh xuyên qua. Tu La Ma Hoàng Đạo quả nhiên lợi hại, một chiêu của ngươi tán đi các khí nguyên, quả thật là ta không dám đón đỡ. Sau lưng La Băng vang lên những tiếng trưởng phách, vừa rồi chỉ là những thân ảnh của Huống Nhật Minh, những thân ảnh đó chậm rãi biến mất. Chiêu tán nguyên khí của La Băng căn bản là đánh vào thân ảnh của Huống Nhật Minh, không hề đánh trúng hắn. Người cương thi các ngươi ngoài tốc độ để trốn chạy còn có bản lĩnh gì mà hữu dụng đây? Ngươi là cương thi hoàng giả cũng giống như bọn chúng, chỉ biết bỏ chạy chứ chẳng làm nên được trò trống gì cả. Âm thanh của La Băng lạnh lùng, không mang theo một sắc thái tình cảm nào. Hai tay cấp động, tứ phía xung quanh tràn ngập ánh bạc của tán nguyên khí. Bang bang. Lần này Huống Nhật Minh không thèm phân thân mà là đón đỡ toàn bộ chiêu công kích của Tu La Đế Quân. Xung quanh trận chiến của La Băng và Huống Nhật Minh trong nháy mắt đã không còn ai. Hai hoàng giả cao thủ giao thủ, không gian sẽ chấn động rất nhiều và không ổn định một chút nào, nên cũng chẳng ai dại mà chui vào chỗ đó để xem đánh đấm. Âu Dương Phạm định tiến lên để trợ giúp cho Tu La Đế Quân, nhưng cũng đành đứng ngoài khoảng không gian đó, không có cách gì vào được. Tu La Đế Quân cuối cùng cũng chỉ như thế thôi. Huống Nhật Minh lên tiếng quát tháo, khiến cho Âu Dương Phạm mấy người cả kinh. Chỉ có mấy người Hồng Quân là loáng thoáng nghe được bên trong hai người chỉ đang đấu khẩu nên chưa có gì nguy hiểm. Trong không trung, không gian dần dần khôi phục, chỉ còn mỗi Tu La Đế Quân đang lăng không đứng. Ngân Nhãn đã biến đi từ bao giờ? Thật lâu sau, Tu La Đế Quân hừ lạnh một tiếng rồi biến đi đâu không thấy nữa. Trong cuộc hội họp của Tu La Ma Giới, cửu đại gia tộc cùng các tướng soái cũng có mặt. Mắt ai nấy đều nhìn về phía Hồng Quân bốn người với con mắt khẩn trương.
Cổ Bàn, Hồng Quân, Ngộ Không trong lòng cũng dâng lên sự khẩn trương, đặc biệt là Hồng Quân. Tại chiến trường ngày hôm qua, hắn đã khắc chế được tốc độ của Từ Nhãn, không những thế còn giết được một người, khiến ai nấy trong lòng đều cảm thấy kinh sợ. Bệ hạ, thuộc hạ có lời muốn nói, không biết... Hữu Lộ Quân thống soái bắt cấp ma đế Hồng Cương, trong khi Tu La Đế Quân chưa nói gì liền đứng lên có ý kiến. Nói đi. Tạ ơn bệ hạ, thuộc hạ phụ trách Hữu Lộ Quân bị Tử Nhãn Cương Thi uy hiếp, thuộc hạ vô năng, tạm thời không khắc chế được tốc độ của Tử Nhãn Cương Thi. Kính xin bệ hạ mời Hồng Tiên Sinh tương trợ, thuộc hạ tin tưởng Hữu Lộ Quân có thể công phá được phòng tuyến của Cương Thi nhất tộc, chiếm lĩnh được lãnh địa của Cương Thi. Bệ hạ, thuộc hạ cũng có việc muốn nhờ. Tà Lậu Quân thống soái là Mộ Dung Văn vội vã bước lên một bước, quân tướng từ cao tới thấp đều nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Văn. Có phải ngươi muốn Cổ Bàn trợ chiến cho quân trung của ngươi không? Tu La Đế Quân nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, quả nhiên là thế, hy vọng bệ hạ có thể ân chuẩn. Mộ Dung Văn mừng rỡ, Cổ Bàn hôm nay biểu hiện lực chiến đấu hết sức kinh người. Hắn từ ngày làm anh rể của Cổ Bàn còn không biết em rể mình lợi hại đến như vậy, mà giờ này bạn tốt của Cổ Bàn là Hồng Quân đã bị Hồng Cương cướp đi, giờ này tuyệt đối không thể buông tha cho Cổ Bàn được. Bệ hạ, Hồng Tiên Sinh và Cổ Tiên Sinh vẫn đang còn trong quân trung lộ của chúng ta. Hôm nay bọn họ giết được Cương Thi Vương, ức binh sĩ đều đã nhìn thấy. Ngài không thể để bọn họ rời đi được à nha? Âu Dương Phạm rốt cuộc ngồi không yên, không nói thêm lời nào. Cũng không dễ dàng xuất đi hai người có thể giết chết được Tử Nhãn Cương Thi bị người khác đoạt mất. Hồng Quân, Cổ Bàn, các ngươi có ý gì không? Các ngươi không phải là quân sĩ, chẳng biết có thể trợ lực giúp họ được không? Tu La Đế Quân cũng không để ý đến sự lo lắng của các thống soái, hướng tới Hồng Quân cùng Cổ Bàn hỏi ý kiến bọn họ. Bệ hạ, ta cho rằng ba huynh đệ chúng ta cùng Phượng Hy muội muội phải ở cùng một chỗ sẽ tốt hơn. Hồng Quân mỉm cười đứng dậy đáp, bọn họ không phải là người của Tu La ma giới, có thể thì ra tay tương trợ, ai dại gì mà đi bán mạng đây, muốn tách ra khác gì bán đi cái mạng nhỏ của mình. Câu nói này khiến cả hội trường im lặng. Hồng Quân nói ra điều này là để Hồng Cương và Mộ Dung Văn có định hướng trong lòng, còn Âu Dương Phạm thì mừng ra mặt, Cổ Bàn cùng Ngộ Không thì không có biểu hiện gì. Hồng Tiên Sinh, ngài xem, ngài có chữ Hồng, ta cũng có chữ Hồng, nói không chừng chúng ta lại là người một nhà. Chỉ cần ngài giúp cho Hữu Lộ Quân chúng ta chế trụ được Tử Nhãn Cương Thi, ngài có thể làm đại tướng quân, không có ai có thể ra lệnh cho ngài cả. Hồng Cương vì muốn thuyết phục Hồng Quân nên đưa ra rất nhiều lý do. Lão đề cập đến chữ Hồng đồng âm với họ của Hồng Quân, chiêu này quả thật là cao thủ, dùng khổ tâm kế kể ra cũng không đến nỗi thiệt thòi. Cổ Bàn, dù gì chúng ta cũng là họ hàng thân thích, không lẽ đệ muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Mộ Dung Văn chuyển mình nhìn Cổ Bàn nói, lão lại áp dụng chiêu họ hàng thân thích để lôi kéo Cổ Bàn, quả thật cũng là một thân mưu mô. Mấy thuộc hạ của Hồng Cương đều là những tướng lĩnh cao cấp, cũng nhanh nhảu xen vào khuyên nhủ Hồng Quân nghĩ lại. Tà Lộ Quân Mộ Dung gia cũng đang cố gắng thuyết phục Cổ Bàn, mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Tu La Đế Quân cũng chẳng nói gì, lặng lẽ nhìn bọn họ mồi chài nhau. Người lo lắng nhất chính là Âu Dương Phạm, Hồng Quân nói còn không khiến lão tức giận, thế nhưng hành động của Hồng Cương và Mộ Dung Văn thì khiến cho lão rất bất mãn. Hai người Hồng Quân đều là những cái chí bảo trong quân đội của lão, giờ này có nhiều người ngang nhiên trèo kéo, lão không tức giận thế nào được đây. Vội vàng cho mấy tướng lĩnh dưới quyền tách bọn Hồng Quân ra khuyên nhủ, lão cũng không biết phải làm thế nào là hơn nữa. Còn về phần Mộ Dung Văn và Hồng Cương thì chỉ còn biết bất mãn thể hiện ra mặt. Tốt lắm, các ngươi không cần phải bàn cãi gì cả, Hồng Quân và Cổ Bàn, Ngộ Không ở lại trong quân đội của chúng ta. Khi nào các đại quân Tà Hữu có việc cần thiết cấp yếu thì ta sẽ mời họ trợ giúp. Cái quan trọng bây giờ là thời gian, chúng ta phải phá vỡ được phòng tuyến của Tử Nhãn Cương Thi. Nếu phòng tuyến này bị phá, ta tin tưởng Cương Thi nhất tộc sẽ bị tiêu diệt. Phòng nghị sự giờ không còn là hình dáng gì nữa. Âu Dương Phạm cùng các tướng lĩnh của lão một mực muốn lưu lại bọn Hồng Quân ở lại trong quân đội của họ. Còn Hồng Cương và Mộ Dung Văn thì một mực lôi kéo Hồng Quân và Cổ Bàn. Mãi đến khi Tu La Đế Quân tự mình nói sự việc mới vì thế mà dịu đi. Đối với lời đề nghị của Tu La Đế Quân, mọi người không có ai có ý kiến gì cả. Âu Dương Phạm oán hận nhìn vào khuôn mặt đang đắc ý của Hồng Cương và Mộ Dung Văn. Ngay cả Phó Thống Soái Tôn Ngộ Không cũng bị Tu La Đế Quân phân phó cho bọn họ. Sau khi nghị sự chấm dứt, thống soái của ba lộ quân Trung Lộ, Hữu Lộ, Tả Lộ mang theo thuộc hạ của mình trở về chiến trường.
nhưng họ cũng không quên lưu lại những nhân thủ chuyên môn ở lại. Nếu có cơ hội, ngay lập tức sẽ đưa ra lời mời đối với Hồng Quân ba người. Nếu người đó có thể mời được Hồng Quân hoặc Cổ Bàn thì coi như đã lập được công lớn. Trong một cuộc hội nghị nhỏ, chỉ có Tu La Đế Quân và bốn người Hồng Quân. Xem ra ta vẫn còn xem thường các ngươi rồi. Các ngươi bốn người liên thủ bây giờ cũng không thua kém gì ta, đặc biệt là trận pháp vây hãm tử nhãn của Hồng Quân ngày hôm nay, ngay cả ta cũng không nhìn ra. Người của Tu La Ma Giới cũng có biết trận pháp, đặc biệt là Tu La Đế Quân cũng có xem một vài trận pháp điển tích, nhưng đó cũng chỉ là một vài trận pháp bình thường, chưa từng vây khốn được tử nhãn cương thi. Tu La Đế Quân làm sao biết được Hồng Quân sử dụng chính là nhị cấp trận pháp của thần giới, ngay tại thần giới cũng không phải dễ dàng mà phá được. Bệ hạ, đây cũng chỉ là một tiểu trận pháp thôi, chúng ta cuối cùng cũng chỉ muốn trợ giúp cho Tu La Ma Giới, xin bệ hạ minh giám. Hồng Quân mỉm cười nói, hiện giờ bọn họ có một vị trí rất cao và quan trọng trong lòng Tu La Đế Quân. Hiện giờ Hồng Quân đã có đủ tư cách để đàm phán với Tu La Đế Quân. Không sai, lần này các ngươi tương trợ, không chừng lại tiêu diệt được một cương thi nhất tộc. Sau này các ngươi sẽ được hoàn toàn tự do, không ai có quyền ra lệnh cho các ngươi kể cả ta. Tu La Đế Quân lạnh nhạt nói, mệnh lệnh này cũng được nàng truyền ra ngoài, khắp ma giới, ai cũng biết thân phận đặc biệt của bọn họ. Đa tạ bệ hạ. Đối với kết quả như vậy, chính bản thân mấy người bọn Hồng Quân cũng cảm thấy cao hứng. Cho dù sau này Tu La Ma Giới biết được thân phận thực sự của bọn họ thì cũng không dám làm gì. Thời gian Hồng Quân thị uy giết chết Cương Thi Vương cũng đã qua đi được 100 năm. Trong thời gian 100 năm đó, bọn họ ra tay một lần giết chết được 3 hồng nhãn Cương Thi Vương. Bây giờ, đối với Cương Thi nhất tộc, bọn họ được liệt vào nhóm người nguy hiểm. Tuy 4 người hợp sức mới giết được 3 hồng nhãn Cương Thi Vương, nhưng điều đó cũng khiến tên tuổi bọn họ nhanh chóng bay xa. Đối với Cương Thi nhất tộc thì 4 người bọn họ là sát thủ máu lạnh, còn đối với Tu La Ma Giới họ là thần tượng. Thời gian 100 năm qua đi, người thu lợi nhiều nhất chính là Hồng Quân đạo của Hồng Quân. Dung dịch vô danh vật chất đã vượt qua điểm trên cùng của Nguyên Anh, lực đạo của Nguyên Anh tá trợ cho vô danh vật chất. Tuy nhiên, linh lực của Nguyên Anh lại không giống với linh lực của vô danh vật chất. Điều này tạo cho Hồng Quân một cảm giác rất thích thú và thoải mái. Tại Hồng Quân đạo tràng ở tầng 1, Hồng Quân đang ngồi khoanh chân trong phòng, ngồi lơ lửng trên không, vô số đạo tử khí bị đan điền của Hồng Quân hút vào, chậm rãi chuyển biến thành vô danh vật chất trong đan điền của Hồng Quân. Bế quan lần này, mọi sự việc Hồng Quân đều bàn giao cho Cổ Bàn. Lần này, bế quan hắn một mạch tu luyện đến hơn 300 năm. Một khoảng thời gian đó có thể gọi là từ trước tới giờ ít thấy, đối với một gã lười luyện công ưa chạy nhảy như hắn. Giờ đây, dung dịch vô danh vật chất đã tràn ngập cả đan điền. Hồng Quân cũng biết, sau khi vô danh vật chất biến hóa, cũng chính là lúc hắn bước vào Hồng Quân đạo tầng 1 hậu kỳ. Đối với tình huống bước vào tầng 1 hậu kỳ, Hồng Quân cũng đặc biệt chờ mong, không biết vô danh vật chất trong đan điền sau khi biến hóa sẽ trở thành dạng gì. Nguyên Anh trên phong thần bảng lại một lần nữa di động, vô danh vật chất trong đan điền đang chậm chậm xoay tròn. Vô danh vật chất xoay tròn cũng khiến Nguyên Anh xoay tròn, không gian yếu ớt trong đan điền dường như bị xé rách. Một trận đau đớn kịch liệt xuất hiện, chẳng mấy chốc Hồng Quân đã bị hôn mê. Khi Hồng Quân tỉnh lại thì thời gian cũng đã trôi qua 100 năm. Hồng Quân kiểm tra Nguyên Anh và phong thần bảng, vô danh vật chất giờ này đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại trong đan điền một hạt châu màu xám phiêu phù trong đan điền. Đây chính là trạng thái của Hồng Quân đạo tầng 1 hậu kỳ. Nguyên Anh của ta đâu? Hồng Quân trợn tròn mắt. Nguyên Anh từ khi tu luyện tới giờ đã biến mất, thay vào đó là một hạt châu nho nhỏ màu xám. Khi điều động năng lượng thì đều từ hạt châu kia cung cấp. Hạt tiểu châu này chính là cái thay thế mới cho Nguyên Anh. Linh hồn cảnh giới là kiểu cấp tiên đế, lực công kích là bắt cấp tiên đế cảnh giới ư? Hồng Quân hài lòng gật đầu, coi như là đền bù vì sự biến mất của Nguyên Anh. Đối với Hồng Quân, đây là lần đầu tiên linh hồn cảnh giới vượt qua tu vi cảnh giới. Đặc biệt là khi linh hồn cảnh giới cao hơn thì đối với việc độ thần kiếp cũng có chút chắc chắn hơn. Điều này thì Hồng Quân phi thường hiểu. Thời gian kể từ khi giết chết tử nhãn cương thi cũng đã qua đi được 500 năm. Cuộc chiến giữa Tu La Ma Giới và cương thi nhất tộc đang bước đến giai đoạn quyết liệt. Bởi vì sự uy hiếp lớn lao của bốn người bọn Hồng Quân, tử nhãn cương thi tại chiến trường đã hạn chế hơn. Quân lính của Tu La Ma Giới đã chiếm được hàng ước phạm vi, không những thế còn chiếm được 10 tinh cầu của cương thi nhất tộc. Trong 500 năm qua, Cổ Bàn và Ngộ Không cũng không có biến hóa gì lớn, thế nhưng Phượng Hy lại có sự đột phá, đã tiến vào lục cấp yêu đế cảnh giới. Siêu cấp thần thú Hỏa Phượng Hoàng nếu tiến vào trạng thái biến thân chiến đấu, ngay cả bắt cấp ma đế cũng chưa chắc là đối thủ của nàng.
Thời gian lặng lẽ trôi qua rất nhanh, binh lính của Tu La Ma Giới đã đánh tới thất đại hoàng tinh của Cương Thi nhất tộc, trong đó có Thiên Sinh Tinh. Vô luận Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng, Huống Nhật Minh không căm lòng cỡ nào cũng phải chấp nhận sự thật. Lịch sử từ xưa ghi lại chưa bao giờ thất đại hoàng tinh của Cương Thi nhất tộc bị Tu La Ma Giới công phá. Thời gian thấm thoát trôi qua, trận chiến rồi cũng qua đi được 50 năm. Bây giờ bốn người đang được Tu La Đế Quân thiết yến mừng công, Kiều Đại gia tộc cũng được mời để chung vui cùng họ. Qua trận đánh này, danh tiếng của Hồng Quân có thể gọi là nổi như cồn. Từ trước tới nay chưa bao giờ được như vậy. Danh tiếng của hắn đã vượt qua Ngộ Không và Cổ Bàn, trở thành Tu La Ma Giới đệ nhất nhân chỉ dưới Tu La Đế Quân mà thôi. Cũng như lần trước khi chiến đấu với Ngân Nhãn Hoàng Cương Thi, Huống Nhật Minh cũng có nói Hồng Quân có cơ sở để ngạo thị thiên hạ. Tại buổi yến tịch đó, bốn người Hồng Quân được ngồi một bàn với Tu La Đế Quân, cả bàn còn có thêm Cửu Đại tộc trưởng cùng Tu La Đế Quân nữa là 14 người. Ngay cả Âu Dương Phạm cũng không có tư cách ngồi vào chiếc bàn này. Hồng tiên sinh, hôm nay ngài đại phát thần uy, bức bách cả Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng, thật sự khiến cho lòng người sảng khoái à nha. Hồng tiên sinh, lần này lập được đại công cho Tu La Ma Giới ta rồi. Ngay từ đầu, một trong chính đại gia tộc, tộc trưởng là Tư Đồ Thắng đã mỉm cười mời Hồng Quân uống rượu. Tuy nhiên, Hồng Quân cảm giác nụ cười của hắn có chút kỳ quái. Tư Đồ đại nhân, quá suy nghĩ rồi, vì mọi người đóng góp một chút sức mọn, đó là trách nhiệm của Hồng Quân ta. Hồng Quân mỉm cười tạ lễ, Cửu Đại gia tộc tộc trưởng đều gật đầu hưởng ứng. Hồng Quân tiên sinh, Tu La Ma Giới anh hùng xuất thiếu niên như ngài không nhiều, các vị bây giờ có thể gọi là đứng đầu trong các cao thủ thanh niên. Phượng tiểu thư cũng là một cô gái nhu mì à. Tu Đờ Thắng hắc hắc cười, nhìn Hồng Quân với ánh mắt càng thêm mập mờ. Theo ta được biết, Hồng Quân tiên sinh cũng chưa từng lập gia đình. Con gái của Tư Đồ đại nhân hắn cũng là một con nhà khuê các. Không những thế, Tư Đồ đại nhân hắn còn hâm mộ ngài như vậy, chỉ bằng Tư Đồ đại nhân gà tiểu thư nhà ngươi cho Hồng Quân tiên sinh kết làm thân gia đi. Gia tộc luôn có giao hảo tốt với Tư Đồ gia tộc là Trương gia tộc Trương Phong cũng hăng hắc cười nói. Hồng Quân vừa cắn một miếng quả vào miệng, nghe được câu này của Trương Phong lập tức sặc sụa bắn cả miếng quả ra ngoài. Cổ Bàn và Phượng Hy thì nhất thời sừng sốt không biết nói gì, chỉ duy nhất có tên gia hỏa Tôn Ngộ Không thì cắm cúi uống rượu. Như vậy đương nhiên là tốt rồi, không biết ý Hồng Quân tiên sinh thế nào. Tư Đồ Thắng cười cười, hắn và Trương Phong đã có thỏa thuận trước, kẻ tung người hứng phối hợp rất ăn ý. Nếu có được Hồng Quân là con rể thì còn gì bằng. Con gái của nhà Tư Đồ chính là Tư Đồ Minh Nguyệt, Hồng Quân đã từng gặp qua một lần. Giống như Âu Dương Tình và Mộ Dung Tuyết đều là những nhân vật nổi tiếng và xinh đẹp tại Tu La Tinh. Có thể nói ba nàng chính là tam đại mỹ nhân của Tu La Tinh. Mộ Dung Tuyết thì thùy mị, hiền thục, Âu Dương Tình thì hoạt bát, còn Tư Đồ Minh Nguyệt thì tính tình đơn giản, trong sáng, giống như một tiểu hài đồng vậy. Nghĩ đến mọi người đang dùng tiệc cùng một chỗ, Hồng Quân cũng không biết phải gật đầu hay lắc đầu nữa. Hắn chỉ còn cách cúi gằm xuống tiếp tục uống rượu, không dám ngẩng lên nhìn mọi người. Việc này sẽ bàn sau, hôm nay là ngày mừng công của Hồng Quân tiên sinh. Tu La Đế Quân từ đầu không nói gì, đột nhiên ló lên một câu. Tư Đồ Thắng cùng Trương Phong đành ngậm miệng, không thể nói thêm được lời nào nữa. Tu La Đế Quân nói xong cũng chẳng để ý nhiều nữa. Tuy nhiên trong đầu nàng vẫn đang suy nghĩ về gia tộc sau lưng Ngộ Không và Phượng Hy. Mọi người vẫn như không có chuyện gì, lớn tiếng chuyện trò, người nâng cốc, kẻ chúc tụng hướng bốn người đại anh hùng mời rượu. Chỉ tiếc ngoại trừ Tu La Đế Quân ra, không ai biết thân phận thực sự của họ, không phải là người của Tu La Ma Giới. Sau khi yến tiệc xong xuôi, không chỉ có Hồng Quân không được tự nhiên, mà ngay cả Tôn Ngộ Không và Phượng Hy cũng không được tự nhiên. Sau khi yến tiệc kết thúc liền bỏ ra ngoài. Cũng trong lúc này tại Thiên Sinh Tinh, Cương Hoàng Đại Điện, Cương Thi Hoàng Huống Nhật Minh đang ngồi cùng bảy tử nhãn Cương Thi Vương thảo luận. Trước đây, Cương Thi nhất tộc có 8 tử nhãn Cương Thi Vương, nhưng đã bị Hồng Quân giết chết một người. Ngộ Không đánh tàn phế một người, giờ này gã Cương Thi bị Ngộ Không đánh cho tàn phế, chỉ được tham gia họp bàn, không được ra chiến trận để chém giết nữa. Còn hai gã bị Hồng Quân vây trong trận căn bản chỉ bị thoát lực, tiêu huyết năng trong cơ thể nên thương tổn không được tính là lớn. Chỉ cần ở Thiên Tinh Sinh điều dưỡng tốt một thời gian có thể hồi phục được công lực. Nói chính xác, những Cương Thi Vương có thực lực chiến đấu chỉ còn lại 6 người. Bệ hạ, trận pháp của cái gã Hồng Quân kia quả nhiên là cực kỳ cổ quái. Bên cạnh hắn lại còn có một tiểu nha đầu có ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này chưa tới gần người đã gây cho người ta có một cảm giác đáng sợ. Tên tử nhãn Cương Thi ngày trước cùng Hồng Quân đối chiến, giờ nhớ lại trong lòng còn cảm giác ớn lạnh.
Ngày đó, Hồng Quân từng bước dẫn dụ hắn vào trận pháp. Cái loại cảm giác gần với sinh tử như vậy, từ trước tới giờ hắn chưa từng nếm trải qua. Các ngươi sai rồi, cái gã Hồng Quân kia không nhất thiết phải là người tu ma. Ngay cả tên Tôn Ngộ Không, Cổ Bàn cùng với con tiểu nha đầu Phượng Hy kia, ta nghĩ cũng chưa chắc là người tu ma. Kiến thức của Cương Ti Hoàng quả nhiên uyên bác, tuy chiến đấu với kẻ địch nhưng vẫn nhận ra Hồng Quân bốn người chưa hẳn đã là người tu ma. Bệ hạ, bọn họ sao không phải là người tu ma gây tẩm kia được? Rõ ràng khi chiến đấu, thuộc hạ cảm giác hắn có ma lực trong người mà. Cũng chỉ là cảm giác thôi, với lại tu vi của hắn như thế, ma lực trong người hắn phải rất nồng nặc, tuyệt đối không có loại hình thái đó. Với thân phận của bọn chúng, ta cũng rất tò mò, ta đã phái người đi tra xét, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng thở dài, hành vi của Hồng Quân lần này đem lại cho Ngân Nhãn Cương Thi nhiều lo lắng. Trước khi bốn người xuất hiện, Cương Thi nhất tộc đang chiếm ưu thế, thì giờ này bỗng dưng trở nên yếu thế. Hiện nay Huống Nhật Minh cũng chưa có thập ma tốt để có thể đối phó được với bốn người Hồng Quân. Tại Tân Vũ Trụ Tân Thần Giới, Từ Huyền Phủ, Thần Vương Tần Tư cuối cùng cũng lĩnh ngộ được một số thời gian gia tốc của Tân Vũ Trụ. Vô luận từ tu vi hay lực công kích đều để thăng lên đáng kể. Tại một tiểu hồ trong Từ Huyền Phủ, Tần Vũ đang cùng Khương Lập đang ở tiểu đảo tại trung tâm hồ đánh cờ. Bỗng nhiên Tần Tư xuất hiện trước mặt Tần Vũ cùng Khương Lập. Từ khi Tần Sương bỏ đi, Tần Tư triền miên bế quan luyện công, ngay cả Tần Vũ và Khương Lập cũng ít khi nhìn thấy hắn. Cha, con muốn đi đến không gian của Lâm Mông Sư Bá để xem xét một chút, xin cha chấp thuận. Sau khi chấm dứt bế quan, Tần Tư đến gặp Tần Vũ và xin Tần Vũ cho hắn được đến không gian của Lâm Mông. Con muốn đi tìm tiểu đệ sao? Tần Vũ cười nói, cha, nếu tại con xưa kia không hiểu chuyện thì Tiểu Sương đã không bỏ nhà mà đi. Lần trước Tiểu Sương gặp đại nạn mà con lại ở Tân Vũ Trụ, không thể đi để biết đệ ấy xảy ra chuyện gì. May mà đệ ấy gặp hung hóa cát, lần này xuất quan con muốn đi thăm đệ ấy. Tần Tư cũng không giấu giếm, lần này đi Lâm Mông Vũ Trụ chính là muốn tìm Tần Sương. Nghĩ lại nguyên nhân Tần Sương bỏ đi, một phần lỗi cũng do mình. Con muốn đi ta cũng không ngăn cản con. Tần Sương mấy năm gần đây cũng phát triển không ít, thế nhưng cũng không được toàn diện. Có con bên cạnh nó ta cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng có một điều, phải để nó phát triển toàn diện thì mới tốt cho nó, đó mới là sự trợ giúp hữu ích được. Tiểu Tư thấy đệ đệ của mình những năm qua chịu khổ không ít, hơn nữa tu vi còn bị đảo thối, là một thân đại ca cũng cảm thấy áy náy. Chỉ có hai đứa con trai thân yêu, một đứa thì đang chịu khổ, giờ này thấy con trai lớn quan tâm tới em, một mình tới Lâm Mông Vũ Trụ tìm đệ đệ, Khương Lập trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Tần Vũ thân vừa chuyển, hai vệt sáng bay thẳng vào người Tần Tư. Tiểu Sương cũng rất nhanh độ thần kiếp, chờ nó độ xong thần kiếp, con dẫn hắn về đây cho ta. Đây là hai kiện nhất lưu Hồng Mông linh bảo, sau khi nó độ xong thần kiếp, con hãy giao lại cho nó. Rõ, thưa cha, nhất định con sẽ giao lại cho Tiểu Sương. Tần Tư cười cười, trước đây Tần Tư cũng đã có hai kiện nhất lưu Hồng Mông linh bảo, trong đó một kiện chính là Hỏa Linh Châu, bây giờ hai kiện này giao hết lại cho Tần Sương. Tốt, con đi đi, Tiểu Sương hiện đang ở Lâm Mông hạ giới, Tu La Ma giới. Tần Vũ phất tay, một thông đạo xuất hiện nối liền giữa Tân Vũ Trụ và Lâm Mông Vũ Trụ. Con xin cáo lui. Tần Tư đạp chân nhập thông đạo cáo lui, biến mất tại Tần Mông Vũ Trụ. Có một điều mà Tần Vũ cũng không biết, Tần Tư chuyến này đi, khi trở về đã thay đổi vận mệnh của mình. Vũ ca, Tần Sương trở về không phải là do huynh bắt buộc đấy chứ? Khương Lập nhẹ nhàng tựa vào người Tần Vũ. Nàng biết Tần Vũ nắm quyền kiểm soát Tân Vũ Trụ, không thể lúc nào cũng theo sát Tần Sương được. Chờ bọn nó trở về rồi nói. Hơn nữa giờ này hai đứa nó ở cạnh nhau, chúng ta sẽ có thêm thời gian đi du ngoạn. Tần Vũ mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai Khương Lập. Thật đau khổ khi con trai của mình ở trước mắt nhưng không thể gặp. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.